Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Hôm nay là ngày 11 tháng 2, 2024. Anh em cây cảnh nước Việt xuất phát đi cẩm đường Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để xử lý một cái cây mai tàn lớn. Cái cây này anh đã xử lý một lần năm rồi nhưng mà phát triển nó không có tốt lắm. Hôm nay mình lên để mình coi cái chất trồng như thế nào, bộ rễ như thế nào để xử lý. Anh em đã có mặt tại cẩm đường Cẩm Mỹ, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cây mai lớn. Cái cây này năm rồi lá me anh đã xử lý phá cái bầu đất nhưng mà phá không có hết, thì không giải quyết được vấn đề. Thì hiện tại là anh em thấy cái lá mai nó cũng lớn ha, nhưng mà nó bị vàng lá căng xanh, nhưng mà nó vàng rất là nhiều. Thì những cái lá này nè bắt đầu nó sẽ trái nè. Với cái thời tiết nắng nóng như năm nay mà 36 37 độ á thì bắt đầu nó sẽ trái, nó cây bắt đầu nó sẽ xuống. Khi nó lá này nè nó hút hết cái nhựa của nhánh, từ đầu nhánh nó sẽ chuyển qua nó khô. Thì anh em thấy nè, rất là nhiều nhánh ha, nó còi nè. Đó, nó khô nè. Nó nhăn như cái này là anh thấy da nó nhăn. Khi một cái cây mai mà nó bị lá như thế này á thì cái công việc đầu tiên là phải kiểm tra cái bộ rễ. Thứ nhất là coi cái bộ rễ của nó có bị tiến trùng rễ hay không, hoặc là rễ lông rễ cám nó như thế nào. Hồi trước trồng á là cái cục đất còn để nguyên, rồi sau đó anh cũng có môi ra nhưng mà môi không có nhiều. Thì cái đất này là nó ngậm nước phải không? Nó ôi đúng không? Đâu đưa lên lấy lên coi. Đất bóp lên dính nè. Đất mà bóp lên dính mà bóp mà nó có nước nữa thì thua. Rồi, moi ra đi, tập trung moi lấy ra hết đi. Thì những cái lá mai mà bị như thế này thì ship vào cái dạng gọi là si giai đoạn 2. Có nghĩa là cái giai đoạn đầu á là cái lá nó nhỏ. Thì thường thường anh em hay gọi là lá me. Nhưng mà nó vẫn còn màu xanh nha. Cái màu xanh nó như thế này nè. Đó, như thế này nè. Rồi nếu như chúng ta không xử lý thì thường thường á là khi xử lý á, là nếu như cái chất trồng mà anh em làm tốt từ đầu thì chỉ cần đưa thuốc vào để mà giúp cho cái lá nó ra lá to, cây nó phục hồi. Còn cái trường hợp thứ hai á là chất trồng mà là chưa đảm bảo thì buộc phải thay chất trồng, xử lý lại bộ rễ, rồi xử lý phân thuốc thì thành công thì cây nó sẽ phát triển tốt. Còn cái dạng mà anh em không có xử lý hay là xử lý không thành công thì nó qua năm thứ hai nó sẽ như thế này. Thì có hai cái yếu tố ha. Thì thứ nhất là kiểm tra bộ rễ coi nó có bị nấm, bị khuẩn hay là tiến trùng rễ hay không, hay là bộ rễ nó bị hư. Nếu mà rễ nó bị hư á, thì nó không có lấy chất lên, nó lấy nhựa cây, nó nuôi thời gian nó hết chất á, thì cái lá mai nó cũng sẽ chuyển như thế này. Còn trường hợp á, là bộ rễ cám nó có mà nó vẫn bị thì phải coi lại là nước. Cái chất trồng của nó giữ nước, nó ai một ha là nó bị tiến trùng rễ ha. Thì mình kiểm tra mới biết được. Thì bây giờ á, là anh em đang tiến hành kiểm tra cái bộ rễ. Rồi từ cái bộ rễ đó sẽ quyết định là con cái tàn cây này như thế nào. Nói chung đây là cây mai tàn lớn thì cái hướng mình sẽ xử lý cố gắng giữ được cái bộ tàn cho cái cây càng nhiều càng tốt. Nhưng phải đảm bảo là kích rễ lại cho cây mai thì mới cây nó mới tốt được. Đây là những cái trường hợp mà mình đi làm thực tế để cố gắng ghi hình lại để chia sẻ cho tất cả anh em. Thì đây là cái dạng cây mai cũng dạng nặng rồi chứ không phải là dạng nhẹ. Tại vì cái thời gian là hơn một năm rồi nó ra cái rễ cám nè, có nè, nhưng mà cái lượng rất là ít, cho nên cây mình vẫn có lá ha. Nhưng mà bên cạnh đó những cái rễ hư, rễ bự như thế này là đen nè, là lúc đầu năm rồi á là anh đã xử lý nè,
nhưng mà kích rễ nó không thành công thì nó ít nhất là khoảng 3 đến 6 tháng là nó sẽ bị thâm đen, và chúng ta để càng lâu á thì nó sẽ hư. Đó, anh em thấy nó mục luôn nè. Bởi vì thời gian này gần cái năm rồi. Anh moi sâu vô đi, anh moi sâu vô anh cắt em coi. Cho nên là khi mình chăm sóc một cái cây mai á, cái bộ lá mà nó càng nhiều thì ở dưới rễ nó phải nhiều. Mà rễ không nhiều á là nó không lấy dinh dưỡng lên nuôi được, thì lá nó sẽ mỏng vàng ha, rồi nó sẽ nắng quá nó sẽ cháy lá, bởi vì nó lấy nước lên không nổi. Cộng thêm một cái biểu hiện nữa là khi cây nó mất sức á, là mình nhìn những da cây á là nó sẽ bị hớp vô. Thì cái vườn mai vừa rồi là một minh chứng để cho anh em thấy rõ. Thì bây giờ anh em thấy môi ra là nguyên cái khu vực này thì chỉ có được có một cọng rễ ra thôi, còn lại là những cái rễ đen nè. Anh lấy cái cưa, anh cưa cái này em coi cho nó thâm cái nào. Thâm à, rồi cưa đại vô tới coi nó tươi, nó mắc bao nhiêu, coi cái độ thâm của nó. Rồi tới đây là còn tươi nè, có nghĩa là nó mất tổng cộng là khoảng một lóng tay ha. Thì cái mức độ đây mình có thể đánh giá được là cái độ thâm của cây sau một năm á, mà như đây thì nó thâm chậm, nó không có nhanh. Ở dưới đây á, là những cái rễ sâu á, thì nó hư nhiều hơn nè. Thì bây giờ phải moi hết tổng thể đi rồi mình mới quyết định được cái cây mai này mình xử lý theo cái hướng nào. Tại vì cái cây tàn mấy anh em mà tiết kiệm cái bộ tàn á, mà bộ rễ nó hư, nó không đảm bảo thì không cứu được cây. Cho nên là ưu tiên cái vấn đề cây nó sống trước, rồi sau này nó khỏe mình làm, mình nuôi tàn lại. Chứ còn mình tiết tàn thì cuối cùng cái cây nó ra lá, nó hút nhựa không đợt nữa là cây chết luôn. Nói chung á, là nuôi một cái cây mai là nuôi từ cái bộ rễ, từ cái gốc nuôi lên. Thì bộ rễ á, nó liên quan đến chất trồng và cái nguồn nước tưới. Còn cái yếu tố mà phân thuốc nó phụ thôi. Nếu như á, là thường thường á, là chất trồng mình nó không dư nước, nó không ngậm nước nè ha. Nước nó không bị nhiễm phèn, không bị mặn, không nhiễm kim loại nặng á, thì cây mai mặc dù mình không bón phân thì nó vẫn tốt nha, chứ không phải là nó suy đâu. Tại vì trong cái chất trồng của mình tiếp cận với đất thì nó vẫn có cái hàm lượng dinh dưỡng là đủ để cung cấp cho cây, mặc dù nó không có sung. Nhưng mà khi mà cây mai bộ lá anh em quan sát nó như thế này là quá bất thường, đúng không? Có những cây lá nó không dày mà nó xanh thì nghĩa là nó thiếu, thường thường nó thiếu là do mình bón phân, cái hàm lượng phân mình bón không đủ hoặc là không bón. Còn khi mà nó chuyển qua như thế này á, là hầu như là cây không có được tiếp dinh dưỡng, và nó lấy nhựa cây nó nuôi trong cái thời gian đầu. Những cái cây mai lớn như thế này á, thường thường nó nuôi được khoảng một năm, và năm thứ hai bắt đầu nó sẽ thay đổi qua lá, nó sẽ biểu hiện qua lá. Nếu như anh em có kinh nghiệm á, mình quan sát cái lá thì mình sẽ biết được cái cây nó đang bị cái gì, đang thiếu cái gì, đang ở trong giai đoạn nào để có thể mà mình xử lý sớm để mình giữ lại nguyên cái bộ tàn của cái cây. Cái cây này hiện tại nó cao cũng khoảng 6 mét đó. Cái rễ mà nó không ra ha, mà nó bị giữ nước ha, là nó sẽ bị đen. Mà nó đen rễ nó để càng lâu nó thâm vô là cái rễ mà nó còi rồi là rất là nguy hiểm. Cái hướng bên đây á, là nó bắt nắng nè, anh em thấy bắt đầu nó có dấu hiệu nó cháy lá nè. Tại vì cái lượng nhựa trong lá nó không có thì nắng chỗ này nó buộc nó phải cháy thôi. Nó cháy rồi từ từ nó sẽ bỏ nhánh. Thường thường á, là cái lá mai ít nhất nó phải to, nó xanh như thế này nè. Thì cây mai á, là nó cái dinh dưỡng nó dẫn theo cái mạch rễ. Cái rễ bên nào có thì nó nuôi nhánh bên đó.
Còn cái rễ bên nào hư nhiều á thì nhìn cái bộ lá anh em thấy là nó bị vàng nhiều bên nào thì rễ bên đó bị hư. Đó vậy. Đó là ở dưới đây là khô phải không? Chất trồng nó khô đúng không? Ừ, dễ cám nhiều không? À dễ vàng phải không? Mà nắng là bên đây còn bên kia là không có, mà những bên à, bên ướt là không có đúng không? Nó không có rễ lấy gì núp nước lấy nước. Ừ. Nó cũng có nè, nói chung cũng có rễ cám, có nghĩa là cái cây này á, năm rồi anh làm á, là cái lớp trên thì anh em thấy cái lớp trên nè ha, rễ nó cùi, nó đen, nó mục, nó không ra rễ. Còn cái lớp dưới là cái rễ hồi xưa nó còn lại, thì cũng may mắn á, là tưới nước là nó chỉ ướt ở trên, ở dưới nó không ướt, cho nên là dưới nó khô, rễ nó không có bị hư. Rồi bây giờ cái cây này lấy đi, lấy sâu vô, môi sâu đi, tập trung lấy vô coi rễ bên đó kìa đều không? Bên này đẹp rồi. Đúng rồi. Ồ, cái rễ nó con, cái rễ này hình như đâu phải rễ mai. Cái gì? Cái rễ vàng vàng này không phải rễ mai nha. Cái gì á, hàng xóm nè. Cái rễ mai nó khác. Đâu? Rễ đó không phải mai đâu, tôi. Ờ, à, đó rễ mai đó. Nè, bên đây nó khô nè. Ừ. Nói chung tóm lại là cái cây mai này hiện tại bây giờ là có hai cái lớp rễ cũ á thì nó còn ok. Nhưng mà cái lớp rễ trên á là năm rồi cắt rồi trồng lại, chắc trồng với thuốc kích rễ chăm sóc không thành công, hư hết toàn bộ, toàn bộ hư hết. Rồi cái cục đất ở trong gốc thì còn ha, đây là cái đất này hồi xưa, cái cây này là có nguồn gốc là lấy ở dưới Long An vậy nè, đó này, đất này còn nè. Ở dưới đây thì nó khô queo phải không? Khô, không có nước. Nhờ khô vậy mà rễ nó còn vàng. Nói chung nhờ cái rễ này nó dẫn lên, nó còn cầm cự được cái cây này. Nói chung là có rất là nhiều rễ nó bị hư mục. Đặc biệt là một cái cọng rễ to ha. Cọng rễ to, à, nó mục mềm ở trong lỗi luôn rồi. Chạy lên tới trên đây. Nhiều cái rễ nhỏ thì nó cũng hư như thế này. Cái vỏ nó thâm đen à. Còn những cái rễ này là hồi trước giờ nó nằm ở lớp dưới nó còn. Những cái rễ bên đây thì nó cùi. Anh em thấy nó hư ha. Hư nhiều lắm. Thì bây giờ sẽ vệ sinh cái bộ rễ. Đủ ăn rồi, đủ ăn á. Nó út rồi. Mấy cái này nó xịn đi đó. Mấy cái này nó đã ấy rồi. Những cái rễ nào mà nó tốt ha, nó vàng nhìn đã không? Những cái đầu rễ mà nó không ra, nó đen. To cả con cái nè, đó không ra đỏ đen, thẫm đen. Nghe chắc chồng ha, kỹ ha, à, quyết định sự thành công. Làm bầu thì không cần quá nhiều, những cái rễ nhỏ đó dở lên mình nâng cái chất chồng mình xuống vô khoảng chừng 30% thôi, dập nước đừng có vô nhiều quá, dập nước nó cực lắm, nó không đều.